chào mừng mọi người đến với kênh Hà Hà TV. Hôm nay Hà sẽ chia sẻ cho các anh em một vài điều về nghề lái taxi. Thì nghề lái taxi là cái nghề mà nó dạng là tự do. Nếu mà ai yêu thích công việc tự do thì có thể chọn nghề lái taxi. Công việc này nó cũng khá là nhàn. Anh em cứ việc là lên xe, có khách chạy, có tiền, không có khách thì ngồi nghỉ. Đơn giản vậy thôi. Thì mình đến với nghề taxi này tới hiện tại thì cũng được 5 năm rồi. Thì nói chung mình thấy công việc này cũng khá là ổn, được khá là tự do. Nếu anh em nào mà yêu thích một công việc mà có thể giờ giấc tự do, nhẹ nhàng thì các anh em có thể chọn nghề lái taxi. Thì nghề này nó không ràng buộc anh em về thời gian cụ thể là phải đi làm mấy giờ, nghỉ mấy giờ và ăn trưa giờ nào, ăn sáng giờ nào, ăn tối giờ nào. Nó không yêu cầu cho mọi người. Thì các anh em cứ có thời gian rảnh thì mình có thể ra làm chạy xe, còn mình bận thì mình tạm gác công việc lái xe lại và mình làm công việc mình xong rồi lúc mình lại chạy xe cũng được. Nên không ai gọi các bạn đi nhắc nhở các bạn làm cả. Quan trọng là ý thức của các bạn thôi. Nếu các bạn chuyên tâm và muốn vào nghề này còn thời gian để kiếm tiền thì vẫn được, không sao hết. Nó như là một công việc hành chính, các bạn xem như một công việc hành chính cũng được. Ngày các bạn chạy xe 8 tiếng, rồi 8 tiếng các bạn ngày chiều 5-6 giờ các bạn về, các bạn nghỉ ngơi cũng được, không sao hết. Đây là công việc rất là tự do, không ràng buộc thời gian. Thì mình nói sơ sơ cho các bạn về vấn đề lương của nghề này, nghề lái taxi. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào khách và một chút ít là tiền bo của khách. Đây là nghề dịch vụ mà, các bạn chạy có nhiều khách, chạy quốc xa, khách bo nhiều thì các bạn kiếm nhiều tiền. Và các bạn dành nhiều thời gian các bạn chạy xe thì các bạn sẽ kiếm nhiều tiền. Còn các bạn chạy lâu năm, các bạn có khách quen, các bạn sẽ kiếm được khách quen đó thì đi thường xuyên thì các bạn không phải lo là ngày hôm nay chạy không được chẳng hạn. Thì cái mức tính lương đối với những anh em mà vào một công ty taxi để chạy xe á thì nó đơn giản, mình tính khá đơn giản để hiểu cho các bạn là ăn chia 50-50, đơn giản vậy thôi. Thì ví dụ các bạn chạy được 1 triệu thì các bạn sẽ được chia là 500-500, nhưng một cái là tiền xăng các bạn phải chịu đó. Thì trung bình các bạn chạy một, nếu mà chạy doanh số một ngày đó là 1 triệu thì các bạn trừ cho phí xăng là khoảng, nếu mà chạy 1 triệu thì các bạn xăng cộ các bạn tốn khoảng 250-300, tùy vào cách chạy xe của các bạn thôi. Thì nếu bạn 1 triệu 1 triệu thì trừ ra thì các bạn còn khoảng 250-250 đối với những bạn mà chạy xe tiết kiệm xăng. Các bạn còn khoảng 250-300 ngàn đấy. Và đối với các bạn mà chịu khó chạy làm việc toàn thời gian cái nghề này thì không chỉ các bạn có thể chạy một ngày 1 triệu đâu, cái mức doanh thu của công ty taxi á nó sẽ có cái mức là 50-50 đối với cái doanh số là bao nhiêu đó thì được hưởng 50-50. Và các bạn chạy hơn cái doanh số chỉ tiêu một ngày đó thì cái phần vượt đó thì nó sẽ tính là thêm, là cái phần nó sẽ tính là 60%. Ví dụ như các bạn chạy doanh số ở công ty taxi của bạn á, các bạn chạy 1 triệu thì các bạn được hưởng 50%, nhưng mà các bạn chạy trên 1 triệu đó thì mức ăn chia nó sẽ là 64. Ở đây tức là cái phần vượt của bạn sẽ được hưởng 60%. Ví dụ các bạn chạy 1 triệu 2 thì các bạn sẽ được cộng thêm cái phần
vượt 1 triệu đó là 200 ngàn đó, thì sẽ nhân cho 60%, thì các bạn sẽ được khoảng 120 ngàn nữa đó, các bạn thấy lợi không? Nên những bạn nào mà chạy xe nghiêm túc, làm việc thời gian, chắc chắn các bạn sẽ lương cao, nên các bạn cứ yên tâm. Còn đối với những anh em mà nhà có điều kiện, hoặc là các anh em muốn đầu tư xe, thì các anh em có thể mua xe cũ, hoặc là thứ hai là vay ngân hàng để mua xe mới, hoặc là các bạn có một cục tiền luôn, các bạn mua chiếc xe mới vào để chạy xe thì rất là tuyệt. Lúc nào công ty taxi nó cũng có cái dạng đó, tức là xe thương quyền, nó gọi là xe thương quyền ở ngoài đường vô, thì các bạn chỉ cần đóng mỗi tháng là vài triệu cho công ty taxi là các bạn có thể dễ dàng kinh doanh được. Đối với những bạn nào mạnh dạn đầu tư, hoặc là có số một vốn nào đó để đầu tư, thì các bạn có thể mạnh dạn đầu tư thôi, thì chắc chắn các bạn sẽ kiếm hơn được kiếm nhiều tiền hơn những người mà chạy xe cho công ty nha. Một điều mình muốn nói về cái nghề lái taxi nữa là nếu các bạn nào mà không có một công việc khác mà lương cao mười mấy hai chục củ, các bạn chỉ có thể làm những công việc mà lương tháng vài triệu, thì mình cũng khuyên các bạn là nên nếu các bạn mà yêu thích lái xe thì các bạn có thể vào cái nghề này, nó cũng kiếm được khoảng ít thì nó cũng có thể kiếm cho các bạn vài triệu một tháng, giống như các bạn đi làm công ăn lương thì thôi, nhưng mà được cái là giờ giấc nó là tự do, các bạn muốn chạy thì chạy, các bạn muốn nghỉ thì nghỉ, không ai nói gì các bạn hết. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là nếu mà các bạn đã xác định vào nghề này á, thì các bạn nên cố gắng chạy xe rất nghiêm túc và cẩn thận, thì các bạn sẽ đạt thành quả cao. Nghề nào cũng vậy thôi, các bạn chăm chỉ làm việc thì các bạn sẽ được hưởng lương cao hơn. Thì mình chạy xe taxi này thì từ lúc mình học xong cái bằng ra, thì mình cứ nghĩ là mình vô taxi đó mình chạy, mình luyện tay lái này kia thôi, nhưng mà không ngờ mình gắn bó với công ty với cái nghề này thì cũng khá lâu, và cuối cùng là mình chọn nghề này. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là, nói chung cái này chia sẻ nhẹ nhẹ thôi, nó không có ý gì nha, đơn giản là những bạn nào mà muốn không phải muốn vô công ty taxi để mà chạy xe kiếm tiền á, các bạn có công việc khác mà các bạn học bằng lái xong các bạn không dám chạy xe của mình, sợ qua quẹt chạy trụ này kia, thì các bạn có thể vô công ty taxi để mà luyện tay lái, đó là cũng là một điều hay nha. Các bạn vô taxi các bạn có thể luyện cái lái vài tháng đó, rồi các bạn về các bạn chạy xe của riêng mình thì nó đảm bảo an toàn hơn. Rồi anh em tụi mình có một cái câu nói vui, đó là cái nghề lái taxi này là cái nghề mà để anh em tài xế luyện tay lái sau khi lấy bằng. Thì đúng y luôn, tức là ngày xưa mình vô lái taxi này chủ yếu là mục đích chính của mình là để luyện tay lái sau khi lấy bằng. Lúc đầu vô là mình xin thưa các bạn là mình thi bằng lái xe á là được 95/100 điểm, nhưng mà mình vô đây mình chạy lần đầu tiên, mình cầm chiếc xe taxi mình chạy, mình cũng qua về tùm lum té lẹ hết đầu hết đít xe tùm lum hết đó. Nhưng mà sau một khoảng thời gian khoảng 2 tuần là mình bắt đầu đứng tay lái rồi,
tự nhiên sau đó là mình cảm thấy yêu thích công việc này và mình tiếp tục theo đuổi thôi, và mình chạy xe tới giờ. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình muốn chia sẻ với anh em một vài điều về cái nghề này. Anh em muốn một công việc tự do, lương như làm công việc tự do, giống như các bạn ra ngoài làm công ăn lương làm cho người ta đó, lương vài triệu tháng thì các bạn có thể chọn cái nghề này. Nó sẽ cho các bạn một thời gian tự chủ hơn, thoải mái hơn. Các bạn có thể làm công việc khác, không phải bị la mắng này kia, ai giao công việc nó cho các bạn rồi theo dõi các bạn từng ly từng tí rồi chỉ bảo công việc này kia, không. Nghề này rất là tự do. Anh em mình nhớ là chạy xe, làm việc nghiêm túc thì anh em sẽ đạt được kết quả cao, lương cao, đó là điều hiển nhiên nha, trong bất kể công việc nào khác. Còn đối với những bạn mà làm lương tháng vài chục triệu mình thì mình không có nói, riêng là mình chia sẻ với anh em mà không có một công việc nào đó ổn định thì các bạn có thể chọn cái nghề này để mưu sinh. Rồi, clip của mình hôm nay chia sẻ tới đây thôi. Thì cảm ơn các anh em đã theo dõi. Nếu em thấy clip mình hay bổ ích thì em cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like. Và các em có thắc mắc gì thì cứ bình luận bên dưới video cho mình. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Bye bye.